Xin Chúa soi sáng, tẩy trừ những gì cản trở chúng ta nhận ra có một Chúa đang hiện diện với chúng ta, đặc biệt trong thánh lễ này, để mọi người trong chúng ta có được sự sống trong Thiên Chúa, tự trống trong tình yêu của Ngài. Và để lời cầu xin của chúng ta được Chúa thêm nhầm lời, chúng ta nhìn nhận những lỗi lầm thiếu sót của mình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hạnh. Xin ban ơn trời dung để chúng con biết nơi gương người tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Ta sẽ đặt thần khí của ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel chương 37 câu 12 đến câu 14. Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: Hỡi dân ta, này chính ta mở huyệt cho các ngươi, ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Israel. Các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa khi ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt. Hỡi dân ta, ta sẽ đặt thần khí của ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Ta đã phán là ta làm. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa đón từ ái một niềm ơn cứu chuộc đời người chứa cha.
Thân khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, ngự trong anh em. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ người tín hữu Roma, đoạn 8 từ câu 8 đến hết câu 11. Thưa anh em, những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được thần khí chi phối, bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, thần khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. Lại nữa, nếu thần khí ở trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Đó là lời Chúa. Nghe vậy Đức Giêsu bảo, bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua căn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh. Đức Giêsu quý mến cô Marta cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đó. Rồi sau đó, người nói với các môn đệ, nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê. Khi đến nơi, Đức Giê-xu thấy anh La-da-rô đã chôn trong mộ được 4 ngày. Vừa được tin Đức Giê-xu đến, cô Mác-ta liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói với Đức Giê-xu, thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy. Đức Giêsu nói, em chị sẽ sống lại. Cô Marta thưa, con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu liền phán, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chỉ có tin thế không? Cô Marta đáp, thưa Thầy có. Con vẫn tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Đấng phải đến thế gian. Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi, các ngươi để xác anh ấy ở đâu? Họ trả lời, thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem. Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói, kìa xem, ông ta thương anh La-da-rô biết mấy. Có vài người trong nhóm họ nói, ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư? Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Khi đi tới mộ, ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đầy lại. Đức Giêsu nói, đem phiến đá lại, đem phiến đá này đi. Cô Marta, chị người chết liền nói, thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã được 4 ngày. Đức Giêsu bảo,
Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin thì sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-xu ngước mắt lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhận lời con. Phần con biết Cha hằng nhận lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con. Nói xong, người kêu lớn tiếng: Anh Lazaro, hãy ra khỏi mộ. Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-xu bảo: Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giê-xu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây, em con đã không chết. Và nếu con biết nếu Thầy xin điều gì, thì Thiên Chúa cũng ban cho Thầy. Có một điều gì đó ở trong lòng của mắt ta mà chúng ta thấy có một cái lòng tin phải nói là hết sức là bài bản, hết sức là sắc vỡ, và có lẽ nói đúng thần học nữa. Và có lẽ trong hầu hết trong chúng ta ở đây cũng tin điều đó, và chúng ta vẫn nghĩ rằng cái sự sống của chúng ta nếu như có Chúa Giê-xu, hay nói rằng chúng ta sẽ có một sự sống đời sau, sẽ sống lại khi chúng ta chết đi rồi mới sống lại. Thì cái từ sống lại đã gây nên trong cái đầu của chúng ta chắc hẳn là phải chết đi rồi sống lại. Và quả thật một cách nào đó đúng như vậy, mỗi người trong chúng ta cũng phải chết đi. Thế nhưng cái sự hiện diện của Chúa Giê-xu ở đó để mỗi người trong chúng ta, như cô Magda nói, nếu có Thầy ở đây thì em của con đã không chết. Chúng ta giữ đạo bao nhiêu năm, chúng ta cầu nguyện bao nhiêu lần, có thể rất là sốt sắng, có thể rất là đạo đức. Thế nhưng một điều mà rất lớn lao và to tát mà Thiên Chúa muốn chúng ta nhìn nhận, vì điều đó đem lại cho chúng ta sự sống, đem lại cho chúng ta ơn chữa lành, đem lại cho người nhà của chúng ta niềm vui mà chúng ta không nhận ra, đó là sự hiện diện đích thực của Chúa Giê-xu. Sự hiện diện thật sự, không phải sự hiện diện như chúng ta được học giáo lý, cũng không phải như chúng ta nhìn thấy trên cái hình hay trên cái thánh giá kia, cái ông mũi cao cao, mặt đẹp, tóc dài, râu cũng dài. Và dường như chúng ta trở thành một kẻ thờ ngẫu tượng chăng khi chúng ta không nhìn nhận ra sự hiện diện của Chúa Giê-xu ngay chính trong cuộc đời của mình. Chúng ta chạy theo những hình ảnh nào đó thì chắc hẳn rằng những cái giáo lý, những hình ảnh để chúng ta có thể nhờ vào đó, nhờ cái sự cảm giác mà chúng ta có thể đi sâu hơn, tiến tới một cái cuộc gặp thân mật hơn, mặt đối mặt, không phải cuộc gặp mặt ảo qua cái máy chụp hình 360 độ, qua cái sự chỉnh sửa của Photoshop. Và ngày hôm nay chúng ta thấy mỗi người trong chúng ta cần có cái sự nhìn nhận đó, cần có một cái sự gặp gỡ thiết thân. Đó là ơn lớn mà mỗi người Kitô hữu chúng ta cần phải xin. Người Kitô hữu được gọi là người có Kitô, có Chúa Kitô ở trong mình, hay ở bên mình, hay ở với mình. Thế nhưng liệu chúng ta có thật sự cảm nhận được cái sự hiện diện đó hay không? Vì Ngài vẫn ở đó nhưng con người vẫn không nhận ra Ngài. Như trong Kinh Thánh vậy nói, Ngài đến nhà Ngài nhưng người nhà đã không tiếp đón Ngài. Người Do Thái chờ đợi bao nhiêu năm để một ngày đứng cứu độ của họ chờ đợi đó tới. Thế nhưng Chúa Giê-xu tới ở giữa họ không nhận ra. Điều gì đã che mắt người ta?
Điều gì đã ngăn cản người ta thật sự có một cuộc gặp gỡ, một cái liên kết thân thiết với Chúa Giêsu như ông Jacob, như ông Job có một lời tuyên xưng sau khi trải qua bao nhiêu đau khổ, ông mới nói một điều là: Chúa, hôm nay con biết Chúa. Không phải nhờ người khác nói lại, không phải nhờ những giáo lý người khác kể với con, nhưng nhờ con đã gặp mặt tận mặt. Và thật sự cuộc gặp đó mới có sự biến đổi, cuộc gặp gỡ đó mới có sự sống cho con người. Không phải những cái giáo lý suông, cũng như không phải từ ngữ, cũng không phải hình ảnh, nhưng chính cái sự gặp gỡ thật sự đối với Thiên Chúa mới sinh ra sự biến đổi, mới vực dậy con người từ cõi chết. Và chắc hẳn mỗi người trong chúng ta trong mùa chay cũng xét mình lại. Có lẽ chúng ta cũng chết đâu 4 ngày như Lazaro chăng? Có lẽ chúng ta cũng có những cái sự gì đó đang bị thối rửa trong con người của mình, đang dần dần thối rửa, nhưng dường như ở ngoài được che đậy bởi một cái hộp đá, được quấn bởi một cái lớp khăn trắng nào đó, và cái mùi nó chưa bốc tới người khác. Người khác vẫn nhìn mình trong cái sự thương xót nào đó cho một người đang dần dần thối rữa, đang dần dần chết. Điều gì đó ở trong người, trong chúng ta. Và cái gì có thể làm cho chúng ta trở về từ cõi chết? Cái gì có thể làm cho chúng ta ra khỏi mồ? Thưa, đó là sự giúp đỡ của người khác khi lăn cái tảng đá bên ngoài ra. Những người anh em chung quanh mình với sự giúp đỡ nào đó, với những lời khuyên nào đó mà chúng ta đã nhiều lần bỏ qua. Và trên hết, đó là chính lời của Thiên Chúa. Lời có thể đi xuyên vào, có thể chữa lành một cái điều gì đó đang bị thối rữa, đang chết dần. Lời đó có thể đem lại cho người ta sự sống từ trong cõi chết đó. Chính vì vậy, trong suốt mùa chay, chúng ta có cơ hội để nhìn lại con người của mình, nhìn lại với chính Thánh Thần của Thiên Chúa soi sáng, để chúng ta có thể nhìn thấy điều gì trong chúng ta đang thối rửa đi, điều gì trong mối tương quan của gia đình chúng ta, trong tương quan vợ chồng, con cái, bạn bè đang bị thối rửa đi vì điều gì, vì cái gì đó đang chết, vì cái gì đó đang thối rửa, đang bốc mùi. Để chúng ta thật sự đến với Chúa và nhờ lời của Chúa, cũng như biết bao nhiêu người chung quanh chúng ta, nâng đỡ cách này cách khác, chúng ta được trỗi dậy từ cõi chết để bước vào một sự sống, một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đem lại sự sống, đem lại niềm vui cho gia đình, đem lại niềm vui cho bạn bè, cho những người đang u sầu. Amen. Anh chị em thân mến, với lòng khiêm tốn nhìn nhận sự yếu hèn của chúng ta cùng cầu dâng lên Chúa lời cầu xin cho mỗi người trong chúng ta biết nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, để chúng ta thật sự được sống trong thần khí, trong tình yêu của Ngài. Hội Thánh là người mẹ hiền luôn soi dịu mọi khổ đau của con cái mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh, đỡ Hội Thánh luôn làm tròn thiên chức cao cả này. Hiền lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Chết đi là bước vào một cuộc đời sống mới. Chúng ta cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn biết tìm kiếm và nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống đời sau qua việc nỗ lực sống bác ái, yêu thương trong đời sống hiện tại. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Nhiều người ngày nay khinh thường mạng sống Chúa ban, họ tự xét,
hoặc giết hại trẻ sơ sinh vô tội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người nhận ra giá trị của sự sống, để biết tôn trọng mạng sống mình và mạng sống kẻ khác. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Cuộc sống trần gian hôm nay quyết định cho số phận đời sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo sư chúng ta biết tích cực chuẩn bị cho cuộc sống đời sau bằng tinh thần thấm đồng yêu thương với lòng quảng đại bao dung của người môn đệ Chúa Giêsu. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Lạy Chúa, xin cho mọi người trong chúng con cảm nhận được sự sống thực sự, để chúng con mỗi ngày sống của chúng con thật sự chúng con đang sống chứ không phải đang chết đi, để nhờ đó chúng con xứng đáng là con cái của sự sống, con cái của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi tin rằng đấng cứu Chúa tôi hằng sống và ngày tận thế tôi sẽ từ vui hát sống lại và trong tận thế này tôi sẽ đưa chiếc hương đấng cứu Chúa tôi đứng đi con tin vào Ngài.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thân thể nuôi dưỡng chúng con, ước chí bí tích này giúp chúng con chữa mọi tình hư nên sâu và ngày ngày theo chân Đức Kitô mà hâm ở tiến về nhà Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.